Nắng nóng, khô hạn dữ dội đang ảnh hưởng tới đời sống của hàng trăm ngàn hộ dân các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu ở nhiều nơi đang trở nên cạn kiệt. Hiện các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách để đưa nguồn nước ngọt đến với người dân. Giữa cái nắng gay gắt trưa tháng 4, các tình nguyện viên khẩn trương bơm nước từ các xe bồn sang nhiều xe nhỏ để lên phà sang bên kia sông, nơi hàng chục ngàn người dân rốn hạn mặn Tân Phú Đông đang mong chờ nước ngọt. Sau khi xuống phà, xe chở nước sẽ lập tức đến hàng chục điểm đã bố trí bồn trữ nước, vòi nước miễn phí lắp đặt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông để người dân đến lấy nước về dùng. Một số cái đoàn mạnh thường quân thì cũng đến đây hỗ trợ nước cho bà con, cũng rất là vui. Thì một số bà con thì không có chỗ dự trữ thì ấp cũng mua một số can để cho bà con mượn xong rồi trả trở lại. Tình trạng thiếu nước đang diễn ra gay gắt ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các khu vực ven biển của tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Tỉnh Cà Mau cũng cho xe bồn, xà lan chở nước cấp cho người dân và vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước sạch để giúp hơn 2.600 hộ đang bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình do không khai thác được nước ngầm, kênh rạch khô cạn, đường bị sụt lún. Xã đang tổng hợp và cũng như đề xuất về phòng nông nghiệp và sở nông nghiệp để có phương án là hỗ trợ các bồn đựng chứa nước cho bà con. Ngoài ra thì cũng vận động một số mạnh thường quân là hỗ trợ cái phần nước để cho bà con uống hàng ngày. Ngành nông nghiệp nhiều địa phương cũng đề xuất một số giải pháp lâu dài để đưa nước ngọt về vùng hạn, ứng phó với diễn biến bất thường của hạn hán và xâm nhập mặn. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tình trạng hạn hán mùa khô 2024 sẽ còn kéo dài tới cuối tháng 5. Bên cạnh các giải pháp cấp bách của chính quyền các địa phương, người dân cũng cần chủ động có phương án sử dụng tiết kiệm nguồn nước và tích trữ nguồn nước ngọt một cách hợp lý. Công an tỉnh Tuyên Quang đang tích cực phối hợp với các trường học tổ chức thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các em học sinh, sinh viên nhằm nâng cao những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Các em học sinh, sinh viên được tuyên truyền hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng cháy, cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra, kỹ năng thoát nạn, cách sơ cấp cứu người bị nạn, tham gia trải nghiệm thực hành sử dụng bình cứu hỏa phun nước tiêu điểm, thoát nạn từ trên cao bằng cầu thang nghiêng, di chuyển trong môi trường khói độc. Cháu rất là hào hứng khi mà mình được trực tiếp sử dụng vòi chữa cháy và bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy và cho thấy nó rất là dễ dàng để sử dụng những cái thứ này nếu mà chúng ta được tập huấn ạ. Nó rất hữu ích khi mà chúng ta bị rơi vào những cái trường hợp như là gặp những đám cháy ạ. Trải nghiệm cái hoạt động này cháu rất là hào hứng và phấn khích tại vì là cháu được tham gia phòng cháy chữa cháy thì sau đó sẽ giúp ích cho bản thân và những trường hợp cần thiết ạ. Và cháu sẽ tuyên truyền cho gia đình những kiến thức về phòng cháy chữa cháy để tránh được hoạn nạn. Thời gian qua, lực lượng công an Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hành trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho hàng chục nghìn người, trong đó chủ yếu là học sinh sinh viên. Thì chúng tôi cũng xác định được rằng là đối tượng các cấp trường học thì gia đình nhà nào cũng có học sinh tham gia học và cũng mong rằng là các cái nội dung trải nghiệm thực tế bằng những cái kỹ năng ví dụ như là kỹ năng di chuyển, kỹ năng xử lý các cái tình huống công tác phòng ngừa ở cơ sở ở tại gia đình đúng không thì cũng rất mong muốn là cái đối tượng tôi hướng đến là các cái em học sinh đã có một cái nhận thức và chính các em đó cũng đã là giúp chúng tôi thực hiện cái việc công tác tuyên truyền các cái nội dung để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến với từng hộ gia đình. Việc sớm trang bị cho học sinh sinh viên thế hệ tương lai của đất nước kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng. Khi có kiến thức, các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực vận động nhắc nhở người thân gia đình cùng chấp hành, thực hiện nghiêm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy ở trường học, ở nhà, giúp hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức ký kết hợp đồng với nhà đầu tư triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối với cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng do liên danh công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, công ty cổ phần xây dựng công trình 568, công ty cổ phần Lizen là nhà đầu tư, tổng mức đầu tư là 11.024 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án là 5.495 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp gần 5.530 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn cho dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng là 25 năm, 7 tháng, 26 ngày. Thời gian xây dựng công trình hoàn thành trong năm 2026.
Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng có tổng chiều dài khoảng 59,87 km, bao gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng dài khoảng 43,43 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 32,25 m và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 16,44 km, được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22 m. Tối nay ngày 14 tháng 4 tại ga Đà Lạt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức khai trương chuyến tàu đêm tuyến Đà Lạt Chạy Mát với tên gọi Hành trình đêm Đà Lạt. Chuyến tàu nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới mẻ, đầy hấp dẫn về cảnh sắc đêm của Đà Lạt, góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương. Tuyến Đà Lạt Chạy Mát có chiều dài 6,7 km là phần còn lại của tuyến Tháp Chàm Đà Lạt. Đây là tuyến đường sắt răng cưa độc đáo duy nhất tại Việt Nam, phục vụ du khách tham quan thành phố Đà Lạt với hành trình chạy tàu khoảng 1 tiếng, 30 phút chiều đi và 30 phút chiều về. Với tốc độ chạy tàu chậm, du khách có thể thoải mái thư giãn, ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của Đà Lạt vào ban ngày và lung linh huyền ảo vào ban đêm. Trong cái khai trương hành trình đêm, nhà ga xe lửa Đà Lạt sẽ tạo ra những cái sản phẩm, một cái điểm đến rất là độc đáo, ấn tượng, mới lạ và có sự sáng tạo. Rồi có những cái chuyến tàu đêm cũng gắn với việc phát triển kinh tế đêm của thành phố. Đây là một cái chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện. Điểm khác biệt trên hành trình đêm Đà Lạt là ngoài việc được thưởng thức âm nhạc miễn phí, du khách còn có dịp thưởng thức ẩm thực theo yêu cầu. Chúng tôi muốn Đà Lạt có thêm một cái sản phẩm du lịch bằng cái hành trình chạy tàu đêm Đà Lạt để du khách có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp của Đà Lạt trên cái tuyến đường sắt 7 km từ Đà Lạt xuống Chạy Mát. Các đoàn tàu chạy ban đêm gồm tàu DL11, 12, DL13, 14 xuất phát từ 18 giờ 15 phút đến 21 giờ 20 phút hàng ngày với giá vé dao động từ 72.000 đồng đến 100.000 đồng cho một lượt đi hoặc về. Vé khứ hồi được giảm 25% và vé tập thể từ 10 người trở lên được giảm từ 15 đến 40%. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách và xe tải trên quốc lộ 24 đoạn qua xã Đắc Tơ Rê, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum vào ngày 13 tháng 4, khiến một người tử vong và 23 người khác bị thương. Tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều trị, hỗ trợ, thăm hỏi các nạn nhân. Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nói trên 2 triệu đồng và gia đình người tử vong 5 triệu đồng. Tỉnh cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tập trung nhân lực, trang thiết bị y tế, khám và điều trị cho những nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Trong số 24 nạn nhân của vụ việc, nhiều người bị thương nặng như tổn thương sọ não, gãy lún đốt sống, tràn khí màng phổi. Được biết, toàn bộ số nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách này đều đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đang trên đường lên thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Khi đến địa điểm trên thì gặp tai nạn.